Hello, chào các bạn. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm bông nha các bạn. Đây, một nhóm nhóm mi trái. Ok. Sư có thể biết cho biết sư đang cắm bông để làm gì không sư? Có thể cho khán giả biết sư đang cắm bông để làm gì không? Sư đang bẹp cà chuẩn bị thứ hai đặng nâng luộc mồi chợ đó. Tại vì trưa nay các bạn. What the fuck? Trưa nay các bạn. Đây bông bông gì vậy? Bông hồng. Bông hồng. Ôi. Bông hồng đỏ với bông hồng trắng nha. Đã tao bông hồng nó với bông hồng trắng. Với lá gì ta? Ubi đồ cổ nè. Cái này lá gì? Lá cây. Lá đu. Lá lá cao. Lá cao. Ồ lá cao, trời ơi kiếm hoài không ra. Cái này già quá rồi. Rồi cái này bông gì? Bông là đỏ đỏ này nè. Ủa bông rừng không biết tên luôn rồi. Còn bông ở trên. Rất là đẹp các bạn ơi. Vậy hả? À. Đúng rồi. Rồi mấy nghệ nhân cắm bông cũng rất là đẹp ha. Lại phân bông nữa. Phân bông nữa. À đúng rồi. Bữa nay mình chuẩn bị cắm bông để làm mình để chuẩn em ơi. Không có làm ăn cưới hà. Không có chuẩn em à. Làm đẹp kiểu nước. Nhập hả? Thằng đi đẹp kiểu nước. Rồi bị khê đó. Cái dầu mặt đẹp trên. Người ta lấy chùa của lấy chùa. Không phải. No God. Gọi là bên mấy chùa khác qua lấy chùa qua lấy chùa qua chùa chạy vừa mấy xe đang nói vậy nó cười mình gì đi lấy chùa là chùa của chùa chạy đi ở Free luôn á. No God please no. Mình không biết nói tiếng Việt nữa các bạn. Mình nói tiếng Khmer chút xíu em. Là cắm bông để đọt bà cà. Đồng bì luộc bà cà. Đồng bì luộc bà cà rào. Để chia cổ ốp nướng mò. Dột vọt đại cơn. Rà ốp bà chia bà niềm sơn piên. Dột vọt ốp bà chia chia riêng rọt chân nam nướng. Rào tết vơ. Nè. Để chia sơ cảnh. Cùng ốp nướng một giờ vọt đại cơn ra ốp bê chia cái nông vọt sẽ là trò thơm mò tớ cái nông nô cái nông cùng ốp nô miền nam pram cùng tìm mối vọt sẽ là trò thơm mò tớ tìm phí vọt cầm phong sán tìm bấy vọt trọc lách tìm buôn vọt trọc cá tìm pram vọt phân ổn đét nâng ai cùng ốp rộng cùng ta đột và ca bày điệp chọn thứ ngày ní chia thứ ngày tặng ní sắc cần đại chia cùng ốp nước mò hiệu quả đại quân nhận đường nú xong hoàn thành hai chậu bông rồi nha mình rồi sẽ ra thì tu và cả bằng phôn ông phôn mới chuối đăng ký kênh không ai dù mở ơi mình đăng ký kênh đó hay nhìn cầm lặng là tơ tiết liền chú ngà liền chối
mời ơi fan năm mộ mời đi đâu đúng không ạ? Nè mua đồ đó à, mua đồ nước là cái này là thằng phá nè, thằng xin xe cọ nè lì lắm á, anh không quên chạy kè con anh nó chạy kè để mà chạy kè chụp bình nâng cái xe vô pha cô xíu bất khâm y cái tì luôn á à, nâng con kia nó là kia cho Nhật là cái miếng món Nhật là à, đồ Nhật là đồ whip là ý miếng whip hay ý pha thiết nó cho Nhật món nè mau mau à nè cái nhà cho Nhật cái lôi à còn cái cho Nhật chân kia lôi chân nè cái chạy xí ơi cái chạy chồng ta hay chặt cái tôi nã cái tôi nung nè nè nó à cái chư tổ nó ăn nó xí hết được nên là xí hết cái hao chạm ta là chạm ta cho Nhật là chung chư bà đồ Nhật chung đây đồ Nhật là whip nè được cho nè cặp cho nè thấy là thân đúng không à thêm mùi nào tôi nói mà nó nè 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 nâng trẻ 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 nâng trẻ crum trẻ nâng nhì mà cái bạn chạy bạn rồi tên gì thế mà nó mấy cái đọt cái gì lỗ rồi mấy cái lợp chuông sao cũ à nâng nó mấy y cái nhì rồi nài cái yên tôi nài tôi yên mà đâu thế mình xin xe cỏ cho đi yên giá xin tiền suốt cho anh yên giá tiền à yên nhá à lấy đó thằng lầy nè cái đầu ngu này khôn nè phải không à ăn rồi ngủ nè ngủ nè hen anh ấy rồi đi chơi kêu ai tỏ đi tình mỏ cả đá xong mùi tiền ấy chuối đăng ký cái nhiều không nè ở dù các mẹ sẽ lên người miệt các mẹ các lát tối ở dù chuối đăng ký mọi người cùng đăng ký mình đã bỏ đó mình tiếp tục làm video mới à rồi comment xuống làm video gì mình cứ comment xuống nha bình luận nè bông quá đẹp không nên đăng ký nha review nghệ nhân đây làm quá đẹp các bạn có gì liên hệ với nghệ nhân này nha tất cả chùa đẹp tật ok các bạn chào bạn nha tôi nói tiếng mèo rồi tôi nói tiếng nhật té rồng